Bị màu chị. Màu Hello, vậy thôi chứ. anh chào quý vị con. Thì hiện giờ Hùng đang ở Tân Phước, Cây Lậy, Tiền Giang ha. Thì thăm cái vườn mít ruột đỏ xưa vàng của chú ba. Thì nay quay lại thì thăm cái vườn của mình, xem cái làm bông làm trái của mình nó như thế nào. Thì hiện bây giờ thì vườn mới lên hai cử siêu kích bông hả chị? Hai cử siêu kích bông. Thì tình hình cây của mình thì nó đang có hiện tượng là nhú mắt cua rất là đều. Một số thì nó lớn như thế này nè. Thì qua hai cử siêu kích bông thì cái cây chúng ta nó cũng đã nhú những cái mầm hoa đầu tiên. Thì như đây bà con thấy thì cây ở đây thì bữa chú á, bữa em vô em mới nói chú là chú tỉa cây của mình đang đi giai đoạn làm bông nè, mà chú không biết chú tỉa nó quá lỏng thì làm cho cái cây của mình nó mất sức. Thì nó cái tỷ lệ làm bông của nó rất là chậm. Cái thứ hai là cây của mình nó mất sức á chị. Thì bây giờ cây của mình thì mình không có để được nhiều trái. Cái cây này thì mình để cái bông thì như vậy, thì sau khi mình tiễn bông tiễn trái á thì mình chừa lại cây một trái thôi, chứ mình không để nhiều được. Thì cây của mình nó bị mất cái đọt với mình tỉa, nó mất lá, mất tàn nhiều quá, cây nó mất sức đó. Quá lỏng luôn mà. Tại vì hồi khi mà em vô á là em nói ủa chú sao làm bông mà chú cắt tiễn cành nhiều quá vậy. Cái chú cũng nói chú đâu biết đâu, muốn cắt cho nó trống, mà khi mà em vô là cắt hết rồi, còn cái khu dưới không à. Rồi chú nói hơi lỡ thì cắt luôn còn mấy cây đó. Thì qua giai đoạn này thì mình vừa ăn trái mình vừa buộc hồi cây luôn đó, nên mình không có để trái được nhiều. Đúng sức ra cây này á, mấy cây này á, là mình để được á, là một từ 2 tới 3 trái, nhưng mà hiện trạng bây giờ thì cây mình để chỉ được một trái thôi đó, để cho nó vừa ăn trái mà nó vừa nuôi cây cho mình luôn, chứ mình không để nhiều được. Để nhiều quá thì cây của mình nó không có đủ sức để nó nuôi, tại vì nó mất cái lá nhiều quá. Sau cái giai đoạn này thì mình còn thêm là một cái cử siêu kích bông nữa. Nay là mình xịt cái cử thứ hai là nay được bao nhiêu ngày chị? Khoảng 10 ngày. Vậy là tới cái thêm cái cử thứ ba nữa rồi. Thì bây giờ mình quay trở lại là mình xịt những cái cây nào mà nó ra mà nó còn yếu á, nó chưa có ra mạnh á, thì chị xịt thêm giùm em thêm một cử nữa. Rồi bắt đầu là mình đi dinh dưỡng cái bộ mà dinh dưỡng á, phục hồi cây. Để cho mình nuôi, nó vừa nuôi cây mà nó vừa nuôi bông luôn. Thì sau khi mình tưới cái bộ siêu phục hồi được tuần lễ hoặc 10 ngày á, thì mình quay lại là gãi giùm em là một cây là 200 gram hắc kim, để cho nó nuôi cây, nó nuôi bông cho mình luôn nha. Nó làm cho cái cuốn bông của mình nó mập lên, nó bự lên, để sau này là nó nuôi cái trái cho mình nó bự. Cái cuốn bự mập thì sau này cuốn trái, cái trái của mình nó sẽ bự, nó lớn hơn. Mấy cây của mình giờ thì phải đi cái lượng dinh dưỡng nó cao hơn là những cái vườn cây khác đó, tại vì cây của mình nó mất cái tán lá nhiều quá, thì bắt buộc mình phải đi cái hàm lượng dinh dưỡng nó nhiều hơn cho những cái vườn khác một chút. Đối với cái tỷ lệ bông này thì em thấy nó cũng đạt lắm rồi, nó đều thì tầm khoảng là 85 tới 95% là cái hiện bông ở trên vườn mình này. Chỉ có một số cây thì nó mới vừa nhú cái cửa gà ra hơi chậm hơn thôi. Dạ. Cái khúc dưới á, là cái khúc mà mình tỉa sau cùng đó, là cái thời gian của nó là nó chưa kịp phục hồi, nó còn mất sức. Còn cái khu này nè, cái khu trên này đó là tại mình tiễn nhánh á, làm từ ở trên mình tiễn dồn xuống, thì cái khu ở dưới là nó tiễn sau cùng nên nó sẽ ra chậm hơn cái phần ở trên. Cái phần nào mà mình tiễn trước nó sẽ ra trước. Thì khi thời gian mình tiễn và mình lên thuốc á, là chú vừa tiễn xong là chú vừa lên thuốc luôn đó, thì cái khu ở trên thì nó phục hồi lại được nhanh đó, thì nó sẽ là ra bông trước. Còn khu sau thì nó trễ. Nói chung là mình ở vườn mình thì mình tiễn từ trên dưới, ví dụ như là một tuần đi đó, thì cái khu trên nó sẽ ra trước, còn cái khu sau thì nó sẽ ra trễ hơn tuần đó, thì nó ra theo cái tỷ lệ của nó ra dồn. Đó. Rồi cái phần kế tiếp á, thì hồi nãy giờ em đi thấy là cái tỷ lệ sâu mà nó ăn bông á cũng nhiều lắm á chị. Đó, chị xịt ngừa định kỳ giùm em nha. Những cái vườn này cây mà nó nhú cựa gà nó ra như cỡ này rồi thì bắt đầu là mình xịt ngừa sâu rầy được rồi. Mình có thể là kết hợp chung với thằng siêu giáp, mình xịt chung với sâu rầy một cử trước, rồi những cái cử sau á, từng kế tiếp á
thì mình sẽ xịt cái thằng là canxi bo siêu amino đó, để mình có thể là kết hợp chung với sâu gậy luôn, để mình vừa dưỡng bông, vừa ngừa sâu gậy và nó vừa dưỡng bông luôn cho mình đó, để giúp cho cái bông của mình nó mập, cái cuốn bông nó mập, nó bự hơn. Cái thứ hai đó là nó kháng được sâu gậy. Cái thứ ba ở trong canxi nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta là tăng khả năng đậu trái lên rất là cao, nó tăng hàm lượng phấn lên đó, thì sau này cái trái của mình nó sẽ tròn đều. Chú ba này đi du lịch tới đâu chị? Dạ, thì khi mà em hướng dẫn xong cho mình á, thì chị về chị nói lại với chú ba giùm em, rồi em cũng sẽ hỗ trợ qua điện thoại cho chú ba để mình làm những cái bước tiếp theo để giúp cho cái vườn mình nó đạt được năng suất, cái thứ hai là cái cây của mình nó sẽ phục hồi lại tốt hơn.